chưa bay lắm, bắt dừng lại cái đi. Ngớp dừng rồi đó. Đây có 11 mà làm cái clip những pha bóng bàn thần thánh của thành Ken. Rồi. Chưa nó lấy tiền đợi xíu. Đợi anh hỏi nó đá lại luôn không? Đá luôn. Thầy. Nha. Nó đá lại là chơi luôn phải không? Trận đấu sắp diễn ra kèo 44 tem của Thịnh Ken gồm có Thịnh Ken, Phong Lưu, Nhật Minh, Ba Đời đối đầu với tem của Hiền Tây Đô. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Là 4 không vào lưới. Điểm 1-0. Tính bóng chạm tay, điểm 1 điều. Bóng ngoài, điểm 2-1 cho tem của Thịnh Ken. Nâu đập bóng tốt, điểm 2 điều. Đập bóng ngoài, điểm 3-2. Phá bóng ngoài, điểm 3 đều. Bỏ bóng tốt, điểm 4-3. Minh đặt bóng tốt, điểm 4 đều.
điểm 54. Điểm 64. Chấm bóng tốt. Điểm 74. Đập bóng tốt. Điểm 57. Hiền Tây Đô đập bóng tốt. Điểm 85 hai bên đổi sân. Bỏ bóng ngoài. Điểm 95. Điểm 15 cho tem Hiền Tây Đô. Điểm 11 năm. Minh đập bóng tốt. Điểm 6-11. Phong Liêu đập bóng tốt. Điểm 7-11. Nó bị danh là Phong Liêu. Không bóng ngoài. Điểm 12-7. Bóng tốt. Điểm 8-12. Bộ bóng tốt. Điểm 13-8. Chắn bóng tốt. Điểm 14-8 cho tem Hiền Tây Đô. Rồi kết thúc xếp đấu, tem của Hiền Tây Đô thắng tem của Thịnh Ken.